rồi Mom. Welcome to Iceland. Điều đảo à. Mình không có mình mang gì đây, mình mang về. Không mang về nhưng mà thời tiết nó nóng quá. Đi được không? À, đi được không? Thuyền tới, thuyền tới, ném đi. Thuyền đi. Okay. Bye bye.
chờ chút nữa. Mười ngày, 15 ngày hay gì đó, tụi con là như cái dạng khách như vậy. Chứ tụi con không có nhận cái khách là đi một nhóm người hay là hai ba người qua chơi sáng về. Tụi cháu là Đức là nhiều nhất. Tụi cháu là Đức là nhiều nhất luôn. Dạ, hàng năm người Đức luôn. Con cháu là gần như là 80%, 90% là người Đức. Xe này ở đó. Ông boss ở Islands này đây, cái resort này, cái resort. Rồi nó chụp mấy gì lắm. Đâu có gì mà. Đủ gì nữa chứ. Đủ hoa nha, đỡ. Cái này mình gọi là cái. Nó nói rồi, ta lỡ rồi.